ba hiểm họa tiềm ẩn về hậu vận tuổi Kỷ Hợi. Sinh năm 1959, tránh được là mạnh khỏe bình an, tài lộc ngập tràn, gia đình viên mãn. Chữ kỷ cô quạnh tha phương, lìa nhà lìa xứ lắm lần gian nan, anh em ruột thịt chẳng hòa, tha phương bộ bạn chỉ nhờ người dưng, cái thì lận đận lương duyên, khi thì vui vẻ khi tan nát lòng. Đôi lần mới đặng thành xong, tuổi trẻ lao khổ tuổi già nhờ con, tánh hay tích thiện từ hòa, tin trời tưởng Phật lòng hằng ái tha, những ai có chí tu nhơn, tuy rằng hoạn nạn phước còn hậu lai. Hoan hỉ chào đón quý cô bác và các bạn đã quay trở lại và đồng hành cùng với kênh Minh Đường Tử Vi. Quý tín chủ tuổi Kỷ Hợi kính mến, trong video ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ về ba hiểm họa tiềm ẩn về cuộc đời tuổi Kỷ Hợi mà chưa từng có ai tiết lộ. Quý cô bác cùng các bạn nếu có bất cứ câu hỏi nào về vận mệnh tài lộc của mình thì đừng ngại, hãy để lại ngày tháng năm sinh và giờ sinh trong phần bình luận ở dưới video này, để ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý cô bác chủ trong thời gian sớm nhất và hoàn toàn miễn phí nhé. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh để được cập nhật những video hay và hữu ích sớm nhất. Còn bây giờ không để quý cô bác cùng các bạn chờ lâu hơn nữa, ngay sau đây là luận giải chi tiết. Ba hiểm họa tiềm ẩn về hậu vận tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, tránh được là mệnh khỏe, bình an, tài lộc ngập tràn, gia đình viên mãn. Tuổi Kỷ Hợi cuộc đời huy hoàng, ngọn gió xua muộn phiền và buồn chán, thách thức khó khăn không ngao ngán, Kỷ Hợi vững vàng tất cả đều qua. Sức mạnh và kiên nhẫn là vũ khí, trước mọi thử thách không nao núng mình, lòng dũng cảm cùng quyết tâm bền chí, Kỷ Hợi huy hoàng trước sự khắc nghiệt của nhân gian, trí tuệ sáng suốt là chìa khóa, giải quyết vấn đề gạt hiểm trở nguy nan. Không chùn bước không bao giờ nao núng, người Kỷ Hợi khó khăn cũng chẳng màng, tuổi Kỷ Hợi thời gian trôi đi mau, hãy sống mỗi ngày trọn vẹn và ý nghĩa, xây dựng niềm tin và luôn sống khỏe. Kỷ Hợi mà làm được chứ sao không, với sự bền bỉ và lòng tin, hướng về tương lai không ngừng phía trước. Tuổi Kỷ Hợi vẫn luôn vững bước, vẫn đắm mình trong cuộc sống đẹp tươi. Video gồm các nội dung chính sau. 1. Tổng quan tính cách tuổi Kỷ Hợi. 2. Phương diện sự nghiệp tình duyên gia đạo sức khỏe của Kỷ Hợi. 3. Ba hiểm họa trong cuộc đời còn lại của tuổi Kỷ Hợi và cách hóa giải. 4. Những tuổi hợp và tuổi đại kỵ với tuổi Kỷ Hợi. 5. Tử vi tuổi Kỷ Hợi theo các mốc thời gian trong cuộc đời. 6. Lời nhắc mệnh. Đầu tiên là tổng quan tính cách tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959. Theo các bậc thầy tử vi phương Đông luận giải, tuổi Kỷ Hợi được cho là có những đặc điểm tính cách sau đây. 1. Kiên nhẫn và bền bỉ. Bạn có khả năng chịu đựng và kiên nhẫn trong việc đạt được mục tiêu của mình. Bạn có thể đối mặt với khó khăn và không bỏ cuộc dễ dàng. Ví dụ, người sinh năm Kỷ Hợi 1959 quyết định mở một cửa hàng thời trang riêng. Ban đầu doanh nghiệp của họ gặp nhiều khó khăn và thách thức, cửa hàng không thu hút đủ khách hàng và doanh số bán hàng không cao. Tuy nhiên, nhờ tính kiên nhẫn và bền bỉ họ không bỏ cuộc, họ tiếp tục làm việc chăm chỉ, nghiên cứu thị trường và cải thiện các khía cạnh của doanh nghiệp. Họ đều đặn cập nhật xu hướng thời trang, tìm cách tạo ra sự độc đáo và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Dù không có thành công ngay lập tức, nhưng họ không ngừng cố gắng. Họ xây dựng mạng lưới kinh doanh, tìm cách quảng cáo và tiếp thị hiệu quả. Họ cũng không ngại đầu tư thời gian và tiền bạc vào việc đào tạo và phát triển kỹ năng cá nhân. Cuối cùng, nhờ sự kiên nhẫn và bền bỉ của mình, doanh nghiệp của họ dần dần phát triển và trở nên thành công. Cửa hàng thời trang của họ thu hút được sự quan tâm của khách hàng, doanh số bán hàng tăng lên và danh tiếng của họ được xây dựng. 2. Thông minh và sáng tạo. Bạn có khả năng tư duy linh hoạt và sáng tạo. Bạn có khả năng nghĩ ra những giải pháp độc đáo và có cái nhìn rộng mở đối với vấn đề. Nếu người sinh năm Kỷ Hợi là một nhà thiết kế đồ họa, nhờ tính thông minh và sáng tạo của mình, họ có thể tạo ra ý tưởng độc đáo và thiết kế đẹp mắt. Họ luôn nắm bắt được xu hướng thị trường và khám phá những ý tưởng mới để mang lại giá trị cho khách hàng. Họ áp dụng công nghệ tiên tiến và công cụ thiết kế để tạo ra các sản phẩm độc đáo và ấn tượng. 3. Tính cách cởi mở. Bạn là người hướng ngoại và thân thiện, dễ làm quen và gần gũi với mọi người. Bạn có khả năng tương tác xã hội tốt và tạo được môi trường thân thiện xung quanh mình. Ví dụ, người sinh năm Kỷ Hợi là một nhà quản lý trong một công ty công nghệ, họ có tính cởi mở và sẵn sàng lắng nghe ý kiến và đề xuất từ các thành viên trong nhóm làm việc. Khi đối mặt với vấn đề và thách thức trong công việc, họ không chỉ dựa vào ý kiến và quan điểm của mình, mà còn tạo cơ hội cho nhân viên thể hiện ý kiến và đóng góp ý tưởng. Họ tạo ra một môi trường làm việc cởi mở và khích lệ sự tham gia từ tất cả mọi người, họ không ngại mở rộng kiến thức và kỹ năng của mình. Bằng cách học hỏi từ đồng nghiệp và nhận phản hồi xây dựng, họ thường tổ chức các cuộc họp và buổi thảo luận để chia sẻ thông tin, ý tưởng và kinh nghiệm.
Người sinh năm Kỷ Hợi cũng sẵn lòng hợp tác với các bộ phận khác trong công ty. Họ hiểu rằng sự hợp tác và giao tiếp là cần thiết để đạt được kết quả tốt nhất. Họ tạo điều kiện cho sự làm việc nhóm và khuyến khích sự phối hợp giữa các phòng ban và thành viên trong công ty. Tính cách cởi mở của họ giúp họ xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, khách hàng và đối tác. Họ có khả năng hiểu và đáp ứng nhanh chóng yêu cầu mong muốn của người khác. Với tính cởi mở, họ tạo ra một môi trường làm việc đáng tin cậy và thoải mái, khuyến khích sự sáng tạo và đóng góp ý tưởng từ tất cả mọi người trong công ty. 4. Độc lập và tự tin. Bạn có tính độc lập cao và tự tin trong quyết định của mình. Bạn không sợ mạo hiểm và có thể đối mặt với thách thức một cách tự tin. Ví dụ, nếu người sinh năm Kỷ Hợi là một nhà văn, họ có tính cách độc lập và tự tin trong việc khám phá và thể hiện bản thân thông qua viết lách. Họ không cần phụ thuộc vào những ý kiến hoặc sự đánh giá của người khác để tạo ra những sản phẩm sáng tạo của mình. Họ tin tưởng vào giọng điệu và ý tưởng riêng của mình và không ngại mạo hiểm trong việc thể hiện những ý tưởng mới và không truyền thống. Đặc biệt, họ không sợ đối mặt với sự phê phán hay trở ngại. Thay vào đó, họ biết cách trải nghiệm và học hỏi từ những thất bại, đối mặt với những thách thức một cách tự tin và kiên nhẫn. Họ cũng thường làm việc độc lập mà không cần sự giám sát hoặc hướng dẫn. Họ tự quản lý thời gian và tạo ra những mục tiêu cá nhân để đạt được thành công trong việc viết lách. Nhờ tính cách độc lập và tự tin này, người sinh năm Kỷ Hợi 1959 đã thành công trong việc xây dựng văn chương và đã tạo ra những tác phẩm ảnh hưởng và độc đáo. 5. Chú trọng đến gia đình. Gia đình đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của bạn. Bạn có tình cảm sâu sắc và đồng hành cùng gia đình. Bạn có thể là người trụ cột trong gia đình và thể hiện sự quan tâm lo lắng đối với người thân. Trong gia đình Kỷ Hợi là một người cha hay một người mẹ, chú trọng đến gia đình, họ dành nhiều thời gian và nỗ lực để xây dựng duy trì một môi trường gia đình hạnh phúc và ấm cúng. Họ luôn quan tâm và chăm sóc đến sự phát triển và hạnh phúc của các thành viên trong gia đình. Họ tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em được trưởng thành và phát triển toàn diện không thua kém ai. Họ dành thời gian để lắng nghe và tạo cơ hội cho sự giao tiếp và tương tác trong gia đình. Người sinh năm Kỷ Hợi cũng có khả năng tạo ra sự cân bằng giữa công việc và gia đình. Họ sẽ đặt gia đình lên hàng đầu và sắp xếp công việc sao cho phù hợp với thời gian và nhu cầu của gia đình. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm trong tính cách, Kỷ Hợi cũng có một vài nhược điểm cần loại bỏ, đó là bạn làm việc trong tâm thế khá nóng nảy. Cái tôi cao không thích bị phán xét, lại đa nghi, nên dễ bị cảm xúc chi phối mà cả giận mất khôn, gây hối tiếc về sau. Đôi khi bạn làm việc quá nhanh chóng vội vàng, nên không thể tránh được những sai sót, lúc đó có ai đó chỉ ra lỗi sai của bạn. Thì mặc dù bạn không tỏ thái độ ra bên ngoài, nhưng kỳ thực, bạn không vui khi bị ai đó phán xét chỉ ra lỗi sai. Một nhược điểm khác nữa là có thể bạn trở nên quá mức lo lắng và căng thẳng. Bạn có xu hướng suy nghĩ quá nhiều về những khía cạnh tiêu cực và lo sợ về những điều không kiểm soát được. Đã đến độ tuổi nghỉ hưu chỉ ở nhà không đi kiếm tiền, nên đôi khi chỉ vì con cái đi làm về mệt mỏi, hay có chuyện gì đó không vui, lỡ nói nặng lời với Kỷ Hợi, cũng khiến con giáp này suy nghĩ, tuổi thân cả đêm không ngủ được. Có lẽ bạn đang nghĩ rằng mình đã già, không làm được gì, đang làm phiền đến con cháu đúng không nào, nhưng xin bạn hãy gạt bỏ ngay những suy nghĩ ấy. Hãy sống vui khỏe tận hưởng những ngày tháng còn lại này, vì bạn đã dành cả cuộc đời lo cho con cháu rồi, bạn xứng đáng được nghỉ ngơi. Tiếp theo, ta cùng tìm hiểu về phương diện sự nghiệp của Kỷ Hợi, sinh năm 1959. Về cơ bản thì đến giờ phút này, đa số Kỷ Hợi đều đã bước vào độ tuổi nghỉ hưu, nhưng ta cũng cùng nhìn lại quá khứ để xem Kỷ Hợi đã kiên cường thế nào trong cuộc sống này. Theo luận giải của Tứ Trụ, nhìn chung sự nghiệp của Kỷ Hợi không được bằng phẳng. Kỷ Hợi sinh ra và lớn lên trong một môi trường xã hội khắc nghiệt, vùng nông thôn nghèo đói, khu vực bị chiến tranh, xung đột ảnh hưởng. Điều này có thể gây ra những khó khăn và hạn chế trong việc tiếp cận giáo dục, công việc và cơ hội phát triển cá nhân. Trong quá trình lớn lên, Kỷ Hợi có thể gặp phải những trở ngại và thách thức khó khăn như vấn đề sức khỏe, tài chính, mối quan hệ xã hội hoặc sự cạnh tranh khốc liệt trong công việc. Những khó khăn này có thể tạo ra áp lực và ảnh hưởng đến sự bình an và thành công của họ. Tuy nhiên nhìn chung, sau bao vất vả chuyên chuyên trong cuộc đời thì giờ đây hầu như tất cả Kỷ Hợi đã được thảnh thơi và nghỉ ngơi tuổi già. Quý vị có thể chiêm nghiệm một chút về cách thức xây dựng sự nghiệp của họ sau đây để học hỏi và rút ra những kinh nghiệm. Người tuổi Kỷ Hợi thường được biết đến với tính cách mạnh mẽ, kiên nhẫn và kiên trì. Họ có lòng quyết tâm và sẵn sàng đối mặt với những thách thức khó khăn trong sự nghiệp. Sự bền bỉ và cống hiến của họ có thể giúp họ đạt được thành công. Kỷ Hợi có khả năng nhìn xa trông rộng và có tư duy sáng tạo. Họ thường có khả năng phân tích tình hình và đưa ra các giải pháp đột phá,
Sự thông minh và sáng tạo của họ có thể giúp họ đạt được sự nghiệp thành công và có sự khác biệt. Người tuổi Kỷ Hợi thường có khả năng lãnh đạo xuất sắc, họ có thể thấy được tiềm năng trong người khác và biết cách tạo ra một môi trường làm việc tích cực và động lực. Kỹ năng lãnh đạo của họ có thể giúp họ đạt được địa vị và thành công trong vai trò quản lý và lãnh đạo. Sự thành công trong sự nghiệp thường phụ thuộc vào kiến thức và kỹ năng chuyên môn. Người tuổi Kỷ Hợi có thể đầu tư vào việc học hỏi và phát triển bản thân trong lĩnh vực công việc của mình. Sự hiểu biết sâu về lĩnh vực và khả năng áp dụng kiến thức vào thực tế có thể giúp họ đạt được thành công chuyên môn cao. Đặc biệt, Kỷ Hợi có khả năng xây dựng mạng lưới quan hệ mạnh mẽ và có ý thức về tầm quan trọng của việc kết nối với người khác. Quan hệ tốt và đáng tin cậy có thể giúp họ tìm kiếm cơ hội và hỗ trợ từ người khác trong sự nghiệp của mình. Giờ đây khi đến độ tuổi về hưu, một số người tuổi Kỷ Hợi vẫn ham công tiếc việc mà chưa chịu nghỉ ngơi. Nếu trước đây là người làm công ăn lương, thì giờ họ sẽ tìm công việc khác để khuây khỏa chân tay, một phần không phụ thuộc vào con cháu. Còn nếu họ là người làm kinh doanh, thì họ vẫn có thể tiếp tục công việc của mình, đồng thời đây là khoảng thời gian họ truyền lại kinh nghiệm cho con cháu hay người nối nghiệp của mình. Còn đối với người đã từng làm công chức nhà nước, làm lãnh đạo, khi về hưu, chế độ hưu trí có thể không đủ đáp ứng, hoặc họ muốn làm việc gì đó cho vui vẻ, thì họ cũng sẽ tìm kiếm một vài công việc để làm thêm, hoặc có thể tìm kiếm những hoạt động mới mà họ đam mê. Điều này có thể bao gồm tham gia vào các sở thích cá nhân như nghệ thuật, du lịch hoặc thậm chí khởi nghiệp một dự án riêng. Việc tìm thấy niềm đam mê mới sẽ giúp họ tiếp tục tận hưởng cuộc sống và phát triển sự nghiệp theo một hướng khác. Nhưng chúng tôi khuyên bản mệnh, đến độ tuổi 65, qua 3/4 cuộc đời này rồi, bản mệnh nên nghỉ ngơi, mặc kệ con cháu. Họ lớn rồi tự lo được cho mình, đừng bận tâm nhiều nữa. Nhiệm vụ của quý bản mệnh bây giờ là sống vui, sống khỏe và sống có ích là được. Hãy dành thời gian và chú trọng vào sức khỏe của bạn, tham gia vào các hoạt động thể dục nhẹ nhàng như đi bộ, yoga, bơi lội hoặc các lớp thể dục nhóm. Bảo đảm bạn có chế độ ăn uống lành mạnh và điều chỉnh theo nhu cầu cơ thể, dành thời gian để thực hiện những sở thích cá nhân mà trước bạn không có đủ thời gian để thực hiện. Ngoài ra, dựa vào kinh nghiệm mấy mươi năm qua, bạn có thể truyền đạt những kinh nghiệm của mình cho con cháu, cho những người cần thiết để giúp họ thành công hơn trong cuộc đời. Vậy, tử vi về phương diện tình duyên gia đạo của Kỷ Hợi như thế nào? Ngay từ khi còn trẻ, người tuổi Kỷ Hợi đã cân nhắc suy nghĩ kỹ lưỡng và không thích đưa ra quyết định nhanh chóng. Việc chọn một người bạn đời là quyết định lớn trong cuộc đời và họ muốn đảm bảo rằng quyết định đó được đưa ra một cách chín chắn và cân nhắc. Họ thường có quan niệm cao về tình yêu và hôn nhân. Họ coi tình yêu là một sự cam kết lớn và muốn xây dựng một mối quan hệ đáng tin cậy và vững chắc. Người tuổi Kỷ Hợi thường đánh giá cao sự ổn định và đáng tin cậy trong mối quan hệ. Họ muốn chọn một người bạn đời có tính chất trung thành, trung thủy và đáng tin cậy. Việc lựa chọn một người đồng hành đáng tin cậy sẽ giúp họ xây dựng mối quan hệ bền vững và hạnh phúc. Do đó, việc lựa chọn một người bạn được đời phù hợp là một yếu tố quan trọng trong cuộc đời của Kỷ Hợi. Sau khi có gia đình, họ đặt gia đình là ưu tiên hàng đầu và có lòng trung thành yêu thương sâu sắc đối với gia đình. Người tuổi Kỷ Hợi có tính chất quan tâm và hỗ trợ người khác trong mối quan hệ tình cảm. Họ thường là người lắng nghe và tạo điều kiện cho người đối tác tự do thể hiện phát triển bản thân. Họ có sự kiên nhẫn, sự thông cảm và tôn trọng đối với người đối tác. Trong tình yêu và hôn nhân, họ cũng cống hiến và trung thủy trong mối quan hệ. Tuy nhiên đồng nghĩa với điều đó, thì họ lại có yêu cầu rất cao ở người bạn đời của mình. Họ không bao giờ chấp nhận người bạn đời nào thiếu sự trung thủy. Còn sau khi về hưu, bạn dành thời gian và năng lượng để chăm sóc, tạo dựng mối quan hệ thân thiết với gia đình, tham gia các hoạt động chung như dạo chơi, du lịch, ăn tối gia đình hoặc tổ chức các buổi họp mặt thường xuyên, tạo ra không gian và thời gian để tận hưởng sự gắn kết chia sẻ với nhau. Bạn có thể cung cấp sự hỗ trợ tài chính, tư vấn hoặc giúp đỡ trong các hoạt động hàng ngày, hiểu và chia sẻ niềm vui khó khăn của gia đình. Để tạo ra một môi trường ủng hộ và an lành, bạn cũng cần tạo ra không gian và thời gian riêng cho mình và đối tác. Hãy thả lòng và thưởng thức những hoạt động thú vị cùng nhau, như xem phim, đi du lịch hay thực hiện những sở thích chung. Điều này sẽ giúp tăng cường mối quan hệ và tạo ra niềm vui, hạnh phúc trong gia đình. Còn bây giờ là về phương diện sức khỏe của Kỷ Hợi. Theo nghiên cứu tử vi học phương Đông, Kỷ Hợi có nguồn năng lượng dồi dào và kiên nhẫn để đối mặt với các vấn đề sức khỏe. Khi người tuổi Kỷ Hợi về già, việc duy trì và chăm sóc sức khỏe trở thành một yếu tố quan trọng để có cuộc sống khỏe mạnh và thoải mái. Dưới đây là một số bệnh tuổi già và lưu ý để bảo vệ sức khỏe dành cho người tuổi Kỷ Hợi. Kỷ Hợi có thể sẽ gặp phải một số căn bệnh sau, các vấn đề như khó tiêu, viêm loét dạ dày, tiểu đường,
rối loạn chức năng gan và mật, táo bón hoặc tiêu chảy. Nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch như bệnh tim, cao huyết áp, đột quỵ và xơ vữa động mạch cũng có thể tăng. Tuổi già có thể mang đến vấn đề về xương và khớp như loãng xương, viêm khớp, thoái hóa khớp và đau lưng. Quý tín chủ cần thực hiện một số hướng dẫn sau đây để bảo vệ sức khỏe tốt hơn. 1. Thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ. Điều quan trọng là thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ và tuân thủ các hướng dẫn từ bác sĩ. Điều này bao gồm kiểm tra mức đường huyết, áp lực máu, chức năng gan và thận, xét nghiệm tim mạch và các xét nghiệm khác để phát hiện sớm và điều trị các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. 2. Chăm sóc tình trạng tâm lý. Sức khỏe tâm lý là quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng và hạnh phúc khi về già. Tìm hiểu cách quản lý căng thẳng, tham gia vào hoạt động xã hội, tìm kiếm hỗ trợ từ gia đình và bạn bè, hoặc thậm chí xem xét tham gia các nhóm hỗ trợ tâm lý. 3. Duy trì lối sống lành mạnh. Tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh bằng cách ăn uống cân đối, bao gồm các loại thực phẩm giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, hạn chế tiêu thụ đồ ăn nhanh, thức ăn có nhiều đường và chất béo, thực hiện vận động đều đặn và theo dõi cân nặng. 4. Đảm bảo giấc ngủ và nghỉ ngơi đủ. 5. Bảo vệ sức khỏe xương và khớp. Người tuổi Kỷ Hợi khi về già có thể đối mặt với các vấn đề liên quan đến xương và khớp như loãng xương, viêm khớp hoặc thoái hóa khớp. Để bảo vệ sức khỏe xương và khớp, họ nên duy trì một chế độ ăn giàu canxi và vitamin D, thực hiện các bài tập thích hợp như tập thể dục nhẹ nhàng, đi bộ, yoga và tránh tác động mạnh lên xương và khớp. 6. Duy trì trí não khỏe mạnh. Để duy trì trí não khỏe mạnh khi về già, người tuổi Kỷ Hợi có thể tham gia các hoạt động tư duy như đọc sách, giải đố, chơi cờ hoặc tham gia các khóa học, học thuật. Bên cạnh đó, chế độ ăn uống lành mạnh và đảm bảo giấc ngủ đủ cũng có tác động tích cực đến sức khỏe trí não. Đảm bảo bạn có một chế độ ăn uống cân đối, bao gồm nhiều rau, trái cây, thực phẩm giàu chất xơ và giảm tiêu thụ các loại thức ăn không tốt cho sức khỏe, như thực phẩm nhanh, đồ ngọt và mỡ động vật, hạn chế tiếp xúc với chất gây ô nhiễm và thực hiện thể dục đều đặn để duy trì cơ thể khỏe mạnh. Khi bạn loại bỏ bệnh tật và khắc phục vấn đề sức khỏe, chất lượng cuộc sống của bạn sẽ được cải thiện, bạn có thể trở lại hoạt động hàng ngày, tận hưởng cuộc sống và tham gia hoạt động mà bạn yêu thích. Sau đây là cảnh báo về 3 hiểm họa trong cuộc đời còn lại của tuổi Kỷ Hợi và cách hóa giải. Trong những năm còn lại của cuộc đời tuổi Kỷ Hợi, có 3 hiểm họa mà bạn cần tránh và hóa giải để đảm bảo sự an lành hạnh phúc. Dưới đây là 3 hiểm họa đó và cách hóa giải chúng. Hiểm họa thứ nhất, vấn đề sức khỏe. Kỷ Hợi có thể gặp phải những vấn đề sức khỏe không mong muốn, có thể bị ảnh hưởng bởi các căn bệnh tai nạn hoặc vấn đề sức khỏe di truyền. Những vấn đề sức khỏe này có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và khả năng làm việc của người Kỷ Hợi. Kỷ Hợi đặc biệt chú ý vấn đề về xương và khớp. Khi lớn tuổi, Kỷ Hợi có nguy cơ cao hơn mắc các vấn đề về xương và khớp như loãng xương, viêm khớp hoặc thoái hóa khớp. Những vấn đề này có thể làm giảm sự linh hoạt và gây đau đớn, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và khả năng di chuyển của bạn. Cách hóa giải. Quý cô bác cần chú trọng đến chăm sóc sức khỏe tổng thể, bao gồm việc ăn một chế độ ăn uống cân bằng, vận động thường xuyên, không hút thuốc, hạn chế uống rượu và đảm bảo đủ giấc ngủ. Kỷ Hợi nên tập trung vào sự thư giãn thiền định, yoga hoặc các hoạt động giảm căng thẳng khác để duy trì sức khỏe, khỏe mạnh. Hiểm họa thứ hai, vấn đề tài chính và tiền bạc. Thường ở độ tuổi này, Kỷ Hợi không còn thu nhập hoặc có thu nhập hưu trí thấp do họ không đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc không có quỹ tiết kiệm đủ lớn để hỗ trợ chi phí sinh hoạt sau khi về hưu. Thu nhập hưu trí thấp có thể gây ra sự thiếu hụt tài chính và khó khăn trong việc đáp ứng các nhu cầu cơ bản như thực phẩm, chăm sóc y tế và chi phí sinh hoạt hàng ngày. Ngoài ra, Kỷ Hợi thường phải đối mặt với nhu cầu chăm sóc y tế cao hơn, bao gồm việc điều trị bệnh lý mãn tính, thuốc men và thăm khám định kỳ. Các chi phí y tế không được bảo hiểm hoặc không được bảo hiểm đầy đủ có thể gây ra sự cạn kiệt tài chính cho Kỷ Hợi. Cách hóa giải. Để tránh vấn đề tài chính và tiền bạc, Kỷ Hợi hãy lập kế hoạch tài chính cá nhân, bao gồm việc xác định thu nhập và chi tiêu hàng tháng. Điều này sẽ giúp họ có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của mình và có khả năng quản lý tài chính hiệu quả hơn. Họ tiết kiệm để tạo dự trữ tài chính và đối phó với những tình huống khẩn cấp, có thể đặt mục tiêu tiết kiệm cụ thể và hỗ trợ họ xác định các khoản tiết kiệm có thể, chẳng hạn như giảm chi tiêu không cần thiết hoặc tìm kiếm các chương trình tiết kiệm khác. Bạn có thể tìm kiếm các nguồn thu nhập bổ sung, chẳng hạn như làm công việc bán thời gian. Ngoài ra, hãy tìm hiểu về các chính sách và chương trình hỗ trợ tài chính dành cho Kỷ Hợi như trợ cấp xã hội,
chương trình y tế cho Kỷ Hợi và các gói hỗ trợ khác. Hiểm họa thứ ba, sự cô đơn. Người già thường phải đối mặt với mất mát người thân yêu như vợ chồng, bạn đời hoặc bạn bè. Sự mất mát này gây cảm giác cô đơn và trống rỗng trong cuộc sống. Bên cạnh đó, do con cháu phải làm ăn học hành suốt ngày, nên niềm cô đơn ấy lại càng nhân đôi. Để tránh được những hiểm họa này, quý tín chủ có thể tham khảo một số điều sau đây. Hãy xây dựng mối quan hệ và kết nối xã hội bằng cách tìm hiểu và tham gia vào các câu lạc bộ, tổ chức xã hội hoặc nhóm sở thích phù hợp với sở thích, sở trường của bạn. Tham gia các khóa học, lớp học hoặc các hoạt động tình nguyện để tạo cơ hội gặp gỡ và kết nối với những người có cùng sở thích và quan điểm. Dành thời gian cho gia đình và bạn bè bằng cách tổ chức các buổi họp mặt đi du lịch hoặc tham gia các hoạt động chung. Hãy mở lòng và lắng nghe, tạo mối quan hệ tốt với những người xung quanh, chia sẻ niềm vui và khó khăn. Ngay sau đây, mời quý bạn cùng đến với tử vi tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, theo các mốc thời gian trong cuộc đời. Theo tử vi cổ học, cuộc đời Kỷ Hợi sẽ trải qua những mốc thời gian sau. Giai đoạn, thời thơ ấu, từ 0 tới 12 tuổi. Tuy bạn sinh ra trong thời chiến, đói khổ cùng cực, nhưng bạn vẫn thể hiện được sự năng động sáng tạo và có khả năng thích ứng nhanh chóng với môi trường xung quanh. Giai đoạn, từ 13 tới 25 tuổi. Trong giai đoạn này, bạn vẫn chịu ảnh hưởng của chiến tranh và hậu chiến tranh, sự xung đột và bất ổn trong xã hội, có thể gây ảnh hưởng đến học tập, sự nghiệp và kế hoạch tương lai. Đây là giai đoạn quan trọng để xác định hướng đi trong sự nghiệp. Người tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, có cơ hội tiếp cận giáo dục và học hỏi để phát triển kiến thức và kỹ năng của mình. Giai đoạn này cũng là thời điểm để người tuổi Kỷ Hợi xây dựng các mối quan hệ và tìm kiếm tình yêu. Giai đoạn này đánh dấu sự trưởng thành và định hình bản thân, bạn có thể gặp một số thách thức trong việc xây dựng sự nghiệp và tìm kiếm hướng đi trong cuộc sống. Tuy nhiên, sự cống hiến và nỗ lực sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn đạt được thành công. Giai đoạn từ 26 tới 35 tuổi. Giai đoạn này là thời điểm người tuổi Kỷ Hợi có thể tập trung vào việc xây dựng gia đình và tổ ấm. Họ có thể kết hôn, sinh con và tạo ra một môi trường gia đình ổn định hạnh phúc. Ngoài ra người tuổi Kỷ Hợi cũng phải thích nghi với sự tiến bộ công nghệ như sự phổ biến của máy tính và Internet cùng với sự thay đổi trong các giá trị và xu hướng xã hội. Trong giai đoạn này, người tuổi Kỷ Hợi cần quan tâm đến sức khỏe và chăm sóc bản thân. Họ nên duy trì một lối sống lành mạnh, bao gồm ăn uống cân đối, tập thể dục thường xuyên và thư giãn để giữ cơ thể và tâm trí khỏe mạnh. Tóm lại, đây là giai đoạn quan trọng trong cuộc đời người tuổi Kỷ Hợi. Trong thời kỳ này, họ có thể đạt được thành công nghề nghiệp, vững chắc về mặt tài chính. Họ có xu hướng độc lập, quyết đoán tự tin trong công việc. Tuy nhiên, họ cũng có thể gặp khó khăn trong quản lý căng thẳng và có thể trở nên quá áp lực căng thẳng. Giai đoạn từ tuổi 36 tới 48. Đây là thời điểm mà người tuổi Kỷ Hợi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công việc và có thể đạt được sự ổn định thăng tiến nghề nghiệp. Họ có thể đạt được vị trí cao hơn, nhận được sự công nhận và thưởng thức thành quả của công việc đã làm. Trong giai đoạn này, người tuổi Kỷ Hợi có thể gắn kết và chăm sóc gia đình một cách tận tụy hơn. Họ có thể đảm nhận trách nhiệm gia đình, nuôi dưỡng con cái và hỗ trợ vợ chồng trong việc xây dựng một cuộc sống ổn định hạnh phúc. Đây cũng là thời điểm mà người tuổi Kỷ Hợi có thể đóng vai trò quan trọng trong xã hội. Họ có thể tham gia vào các hoạt động xã hội từ thiện và công tác cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển và cải thiện của xã hội. Người tuổi Kỷ Hợi có thể tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống. Họ cần quan tâm tới sự cân nhắc giữa công việc và cuộc sống cá nhân, chăm sóc bản thân và thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe tinh thần, tình yêu thương trong mối quan hệ. Đây cũng là giai đoạn mà người tuổi Kỷ Hợi có thể tìm kiếm ý nghĩa và mục tiêu trong cuộc sống. Họ có thể đặt ra những mục tiêu mới, khám phá sự đam mê và tìm hiểu về những lĩnh vực mới. Hãy tận dụng cơ hội để phát triển bản thân và tạo ra những thay đổi tích cực trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân. Giai đoạn từ 49 tới 60 tuổi. Trong giai đoạn này, người tuổi Kỷ Hợi sẽ tiếp tục đến gần tuổi về hưu. Họ có thể bắt đầu tính toán và lập kế hoạch cho tương lai sau khi nghỉ hưu, bao gồm kế hoạch tài chính, sức khỏe và sự phục hồi sau nhiều năm làm việc. Đây là giai đoạn người tuổi Kỷ Hợi có thể chú trọng đến mối quan hệ gia đình và xã hội. Họ có thể đóng vai trò làm bố, làm mẹ hoặc ông bà ngoại và tận hưởng thời gian bên gia đình. Đồng thời, họ cũng có thể xây dựng và duy trì quan hệ xã hội với bạn bè và đồng nghiệp. Giai đoạn từ tuổi 61 trở đi. Đến thời điểm này, cuộc sống của Kỷ Hợi được gọi là ổn định, có thể yên tâm an dưỡng tuổi già và họ đã biết lo cho sức khỏe và chăm sóc bản thân mình. Tuy nhiên, họ có thể gặp phải những thay đổi về mặt tâm sinh lý, khó thích nghi, nên người nhà cần quan tâm họ nhiều hơn,
Trong giai đoạn này đánh dấu sự tự do và thỏa mãn cá nhân trong cuộc sống. Người tuổi Kỷ Hợi có thể tận hưởng thời gian riêng của mình, theo đuổi sở thích và đam mê cá nhân, tìm kiếm niềm vui và ý nghĩa từ những hoạt động mà họ yêu thích. Giai đoạn này là thời điểm mà người tuổi Kỷ Hợi có thể tổng kết những kinh nghiệm và thành tựu của mình, chia sẻ và truyền đạt kiến thức cho thế hệ trẻ. Cuộc đời của họ là một hành trình đáng trân trọng và đáng nhớ. Thật may mắn và phúc phận cho quý cô bác nào đã kiên nhẫn lắng nghe đến giờ phút này. Tiếp theo đây là lời nhắc mệnh dành cho quý cô bác trong cuộc đời này. Cuộc sống này có rất nhiều bài học đáng quý, chúng ta cần tìm hiểu. Dưới đây là một câu chuyện của Đức Phật khiến ta ngộ ra nhiều điều. Có một người đàn ông luôn tự mãn với tài sản và thành công của mình. Ông ta luôn tỏ ra hài lòng với cuộc sống hiện tại. Một ngày nọ, ông ta bị mắc kẹt trong một vụ tai nạn và bị thương nặng. Ông ta được đưa tới bệnh viện và trong quá trình điều trị, ông ta nhận ra rằng tất cả những gì ông ta đã tích lũy trong cuộc đời không thể mang theo khi rời khỏi thế giới này. Trái tim ông ta bắt đầu thấm nhuần sự tạnh mạnh và hiểu rõ rằng cuộc sống không chỉ đơn thuần là vật chất và thành công về tài chính. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng sự giàu có và thành công vật chất không định hình giá trị thực sự của cuộc sống. Thay vào đó, chúng ta nên tập trung vào việc sống một cuộc sống đúng nghĩa, từ tình yêu và lòng nhân ái. Hãy nhớ rằng, chúng ta không mang đi được bất cứ thứ gì từ thế gian này, trừ những hành động và tình yêu chân thành mà chúng ta dành cho người khác. Hãy sống với lòng biết ơn, trân trọng và sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh. Đó là một lời nhắc mệnh quý giá từ Đức Phật. Để cuộc sống tốt hơn, chúng ta nên biết ơn những điều tốt đẹp trong cuộc sống và tập trung vào những niềm vui nhỏ. Hãy mở lòng và chia sẻ tình yêu, lòng nhân ái với mọi người xung quanh. Hãy lắng nghe và hiểu rằng mỗi người đều có nhu cầu cảm thấy được yêu thương và chăm sóc. Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, chỉ có hiện tại là thực tại. Hãy đánh giá và tận hưởng những gì đang xảy ra ngay bây giờ để sống một cuộc đời ý nghĩa. Hãy học cách tha thứ và từ bỏ những điều không cần thiết trong cuộc sống. Điều này giúp chúng ta giải phóng bản thân và tạo không gian cho sự phát triển, trải nghiệm những điều mới mẻ. Những điều này là những nguyên tắc cơ bản để sống một cuộc sống đúng nghĩa và theo lời nhắc mệnh của Đức Phật. Tuy nhiên, nó là một quá trình liên tục và đòi hỏi sự kiên nhẫn, ý thức và thực hành thường xuyên. Hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ trong cuộc sống hàng ngày và dần dần chúng ta sẽ thấy sự thay đổi và sự đáng giá trong cuộc sống. Vâng, cảm ơn quý bạn đã quan tâm theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi. Chúng tôi rất trân trọng sự quan tâm và ủng hộ của quý bạn. Hy vọng những thông tin và nội dung mà chúng tôi chia sẻ sẽ đem tới giá trị cho bạn trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình lần sau.